Xin chào cả nhà nha, chào cô dì chú bác gần xa. Thì hôm nay thì Hiếu sẽ tiếp tục đi đặt chuột cả nhà. Hôm nay hổm gài thì Hiếu cũng nghĩ cũng hơi bị lâu rồi đó. Nói chung là tới Tết nha cả nhà. Thì Tết dân tộc Khmer của Hiếu á, cho nên là Hiếu nghỉ ăn Tết. Bây giờ mới đi đặt lại cả nhà. Thì hôm nay thì Hiếu đi đặt cái cánh đồng cũ luôn đó. Cánh đồng gốc gạ không nghe nha, đó, vòng vòng này thì mình đi đặt theo những cái bài kinh như thế này nha. Hiếu cũng đặt một mớ rồi, Hiếu sẽ review cho cả nhà xem. Khá là cánh đồng, khá là đẹp luôn, mênh mông luôn nha đó. Công việc cái này là công việc tự nhiên thiên nhiên luôn nha nhà. Mà hơi đen chút, mình làm ngoài nắng mà hơi đen chút nha. Bây giờ thì Hiếu sẽ quay cái cách đặt cho cả nhà xem nha. Trời ơi, ngoài nắng rất là đen luôn đó nha. Phải không? Thì nhà xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ cho Hiếu nha. Để Hiếu có động lực làm những video tiếp theo cho cả nhà xem. Thì này đổi vỏ luôn, vỏ cái cũ năm mới mình đổi vỏ luôn đó nha. Đây, vỏ cũ mình đổi thành vỏ mới luôn nha. Hồi sáng cũng mới mua thêm mấy trăm bảy nữa nha. 207 mới mua thêm 207 nữa. Bảy kia thì hư hết trơn rồi đó. Mua về để dành đó, mình đặt không hết thì mình để dành chứ mất lần ít mình thêm vô bù vô cả nhà. Này đặt cái trăm mấy, 200 gì đó, trăm mấy à, 200 sợ đặt không hết, nó không có lù bao nhiêu. Hôm gài ở đây thì cũng có anh em vô đặt nha, tại vì những anh em người Việt á không có ăn Tết Khmer cho nên là đi đặt. Còn Hiếu ăn Tết Khmer, Hiếu phải đặt nha. Thì Hiếu cũng không gọi thì Hiếu cũng không có đi làm clip được, ở nhà cũng không cảm nha. Đây, để Hiếu quay review cho cả nhà xem cái cách đặt nha nha. Okay. Cái bẫy không mồi đúng không nha. Đặt theo những cái đường mòn tối chuột nó xuống ăn ba cái ốc rồi với ruộng gốc gạ. Đây hai cái nè, ba cái nè, nghe không nha. Nói chung anh em đặt nhiều hết trơn, đặt nhiều tử hết trơn rồi. Đấy luôn nè, đặt với đó thêm một cái nữa nha. Okay. Thì Hiếu quay cho cái nhà xem mấy cái này thôi. Thì nãy Hiếu đặt từ tuốt ngoài kia qua đây này, chắc cũng được ba mấy 40 cái rồi đó. Khúc của nó qua đây luôn, có chỗ rồi luôn, một chỗ thì được 3-4 cái bẫy như vậy. Cái chỗ thì thưa lắm nha cả nhà, không phải là nó dày hết đâu, tại chuột ít mà. Như thí dụ mà được mà dày dày kiểu này thấy không, đây cái đó cái đó cái vậy là đặt mau hết luôn. Chung ít luôn rồi. Không, chỗ đó có mà chỗ này không có luôn, cái đó không có luôn nha. Bây giờ thì Hiếu cũng xin up video, bởi vì tối thăm thì Hiếu sẽ review tiếp cho cả nhà xem. Hello, Hiếu xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Hiếu cũng đi thăm bãi chuột cả nhà. Thì trời cũng đã tối rồi nha. Này, mới bắt đầu lại nha. Chiều cũng đặt được trăm mấy bảy cả nhà. Mà cái luồng ở đây không biết như thế nào nữa nha. Cũng dấu anh em gậy quá trời. Mình Hiếu thì Hiếu gậy Hiếu lựa, không biết như thế nào nữa. Ồ, hai cái bẫy đầu tiên không có dính gì hết trơn luôn nha. Đây nè, có dính luôn. Gài chuột này nhiều khi chạy đồng á còn lựa đồ, mà gai đồng nhà chỗ này cả chục người gai cho nên là không có lựa được cái gì hết trơn. Có này dính, không có thì thôi. Thôi bốn cái không có dính luôn rồi nhà ơi. Ồ, để thấy dính con này rung rung nè. U được con, mở hàng chục bự rồi, hên quá ta mở hàng chục bự cái nhà. Đây mở hàng định con chục bự nha. Đây đó, bự cả má luôn nha. Hiếu cũng gỡ nha cả nhà. Gỡ. Ok, Hiếu gài cho lại nha.
nhiều người á, hồi trước ít người đặt, giờ nhiều người đặt quá. Càng nhiều người đặt thì càng mắc bẫy ra nhậu, biết ai ai nữa, phá không à. Đây không có dính luôn. Rồi luôn kiểu này. Đây không có dính luôn. Tới đây được một con nữa rồi. Nãy giờ không có dính luôn. Tới đây mới được một con, chục hơi nhỏ nhỏ. Đây nha. Rồi ok, rú gỡ nha. Rồi gỡ bỏ vô đây nha. Rồi cho loại, rồi hai cái mà dính được con. Ồ, đây sảy à. Hay là người ta đi đạp gì nữa nè, chắc sảy quá. Sảy rồi, có dấu lông nữa nha. Xong, sửa loại gài cho loại. Ồ, chuột không thấy chạy, không thấy gì luôn. Này chắc thua nữa quá. Ồ, đây được con bự nè. Trời ơi, được con bự mừng. Trời, con này đã vàng thình luôn. Đã luôn nha, ơ đây. Quá trời hay luôn nha. Đó. Và đã luôn. Ok. Đó đẹp. Chuột. Côm. Ok, hiểu gài rồi ha. Gài giữa cái bụi lùm này vậy mà dính á. Con bự. Tới đây thấy rung rung nè cả nhà. Được một con bự luôn nè. Thấy rung rung. Trượt mới dính luôn, còn ướt nhem. Chuột bự nữa nha. Dính ít mà nay có chuột bự mà dính ít quá. Quá trời xa luôn, từ ngoài kia qua đây. Được con. Được ba con bự đó cả nhà. Rồi ok, nhíu gài trở lại nha. Chuột chạy ra. Chỗ này chiều Hiếu quay review cho cái nhà xem hết nè. Ba cái không dính cái nào, dính cái dưới. Rồi được. Chung anh em gọi nó dính con rồi, thấy rung rung cái gì kìa. Hay là nó chạy đụng bẫy không biết. Anh em gài quá trời á. Cho nên là chuột nó ít đi á cái nhà. Dính không? Ô, nó chạy không có dính. Mà vậy mà cũng rung rung nữa. Đây nữa nè. Không có dính mà nó rung rung. Tới đây được một em nữa, chuột bự luôn. Này cũng hơi giòn ở nhà, không được bự mấy nè. Mới mua 7 giờ sáng á, giờ kiếm vốn lại mới được. Nãy giờ mới được mấy con. Chú lại gọi nha. Thì Hiếu cũng xin gửi lời cảm ơn cô dì chú bác và các anh chị em đồng nghiệp. Hôm nay thì đã xem video Hiếu và like ủng hộ Hiếu nha. Thì hôm nay thì Hiếu quay thì cũng quay ngắn lại nha cả nhà. Quay video làm ngắn lại một tí chứ không quay dài nữa, tại vì kênh của Hiếu á thì mới làm với lại nữa, video quay dài quá nó không có lượt tương tác, lượt xem được, cho nên là Hiếu có được mấy người bạn đồng nghiệp á, người ta cũng giải thích cho nên là Hiếu sẽ quay ít lại thôi nha. Thì Hiếu quay mỗi lần thì nó hai mấy phút, ba mấy phút lận. Giờ thì Hiếu sẽ quay khoảng mười mấy phút thôi nha cả nhà. Cả nhà xem thì có gì thì hơi sơ sót thì cả nhà cũng thông cảm cho nha. Thì cả nhà xem thấy hay và thấy thương Hiếu thì nhớ cho Hiếu xin một like và một lượt đăng ký để Hiếu có những cái động lực làm những video hay hơn cho cả nhà xem nha. Đấy, bây giờ thì được một con chuột con thôi nha. Đấy, chuột gắn nha cả nhà. Đấy. Okay, bây giờ thì Hiếu sẽ gỡ bỏ vô trong cái lồng bự nha cả nhà. Okay, Hiếu sẽ gài cho lợi đó nha. Hai cái nhìn được con chuột con xíu. Ôi lợi tới đây lụm được một em chuột bự nha. Đây, ôi chuột này nó mập u nu luôn nha. Đây, Hiếu gọi gài dưới ruộng á, cái lườn ruộng dưới ruộng á. Bây giờ Hiếu gỡ nha nha. Bự quá luôn. Hiếu gài cho lợi dưới ruộng á. Tới đây cũng dính được một con nữa nha. Hiếu sẽ quay ngắn video lại nha cả nhà. Hiếu quay sơ sơ cho cả nhà xem chuột nó dính như thế nào thôi. Đây ruộng nè. Rồi Hiếu sẽ úp nữa nha.
Ở đây cũng dính được một em nữa nè, dưới ruộng luôn nha cả nhà. Dưới ruộng dính nè. Gốc gã xuống ăn gốc gã cả nhà. Đó. Tới cái đường mương này dính được con chuột nữa cả nhà. Cơm thấy gì đó đã cho nha. Lồng nhỏ xíu dính con nhỏ luôn. Đây dính được con nữa rồi. Con hơi giòn giòn nha. À, đã luôn. Đây. Chục cơm, chục đồng cả nhà ơi, mở vô. Đó. Trời ơi, không có dính luôn. Tôi đẩy được một em nữa cả nhà ơi, nay cũng thất rồi. Thăm bảy quá trời rồi mà mới được ít ký lô chuột. Trời ơi, lại tới khúc này nãy cũng dính đựng mớ nha. Chuột bự nãy được mấy con, cũng nhiều nãy. Cả ký nữa chuột, mới dính con nữa nha. Tại nãy Hiếu đang quay cái cô Út điện thoại. Ngờ không quay được nha, không cảm nè. Dính con nữa nha. Đang quay cô Út điện thoại. Ok. Đó, con bự. Đấy, tắt điện thoại tắt luôn đó nha. Hiếu gài cho loại nha, gài dưới ruộng luôn nha. Gài dưới ruộng Hiếu cũng bắt chuột chạy lên nha, không có bắt chuột chạy xuống. Đây, con bự con nhỏ luôn, hai con luôn đó. Thì nhiều khi anh em thích gài bắt chuột chạy xuống nhưng mà Hiếu thích bắt chuột chạy lên hơn nha. Đó. Hai con luôn một lồng, cả mẹ cả con. Quá đã nha. Nó chạy xuống đó nó không phải chạy vô đây rồi đó nha, cho nên là Hiếu bắt chuột chạy lên để vô đây dính con nha. Con này nhỏ xíu thôi nha. Ui, tôi đây dính được con bự nữa các nhỏ, mệt quá ta. Được như nãy cái khúc ngoài kia á, được như khúc này quá ngon luôn á nha, trúng bánh luôn á. Khúc này thế vậy dính nhiều rồi, ngoài kia gài bảy nhóc luôn không có dính chuột hết trơn. Cuối màn cuối dính thấy êm quá nha. Đây. Đó, đã luôn, bự. Chuột còn bự không nghe nha. Ô, đây dính con bự nữa đây. Rồi, đó, cái khúc này dính bự không? Đó, nghe không? Chuột bự cả bá luôn nè. Nước đổ ra nghe nha. Okay, thử ra nha. Ngoài đó nó chui vô cái lỗ này nữa nè. Êm, này ký rồi đó, hợp ký hơn rồi. Nhắm thôi không biết sao. Đây con bự nè. Đây đó, nghe thấy không? Nó êm. Tới đây một con nữa nè, dính liên tục luôn. Phút cuối nè. Thì Hiếu cũng úp video còn một mớ nữa mà ít à, thì Hiếu sợ video nó dài á, Hiếu không review nữa nha. Có dư hồi thì Hiếu thăm xong rồi Hiếu sẽ review tiếp nữa nha. Còn cũng ít à, cỡ mười mấy 20 cái nữa à. Hello, Hiếu xin chào cả nhà nha. Thì trời cũng đã sáng rồi, Hiếu cũng đi cuốn bẫy về cả nhà. Này cuốn hết trẻ tí cả nhà. Sáng thì cũng được cả 2 ký mấy 3 ký nữa nha, 2 ký mấy nữa. Sáng dính chục bự cũng mới rồi, cũng bự. Này hôm là được nhiêu đây đó nha. Thì cũng có 3 ký, 2 mấy 3 ký nữa. Thì nói chung thì chắc sáng dính cũng yêu yêu nữa nha. Tặc trật hết một luồng mà trúng được con luồng nữa nha. Thôi giờ Hiếu cũng xin úp video nha cả nhà. Nhà xem thấy hay thì nhớ cho Hiếu xin một like và một lượt đăng ký nha. Để có động lực làm những video tiếp theo. Giờ thì Hiếu xin úp video nha cả nhà. Bye. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha cả nhà. Bye.